Hoài Tâm và diễn viên trẻ đẹp Thiện Ngô. Vì em á, em lớn vậy nha, mà bà cứ coi em như con nít vậy đó. Bà nói chừng nào em lấy em lập gia đình, em lấy vợ rồi thì bà mới chịu lấy chồng. Mà coi như là bà ỷ bà đẹp á, cho nên bà không có sợ ế. Mà chị em phải công nhận bà đẹp nha quý vị. Cái nét đẹp của bà gọi là đẹp chết người á. Đàn ông mà gặp bà là ngã rạp xuống đất hết à. Nói quý vị không tin, bây giờ em kêu chị em ra gặp quý vị liền nha. Chị hai còn nguyên của em ơi. Chị hai Nguyên ơi. Chị đây. Giới thiệu với quý vị, chị em Nguyễn Cao còn Nguyên. Hello everybody. Quý vị thấy chị em dễ thương không quý vị, đẹp không quý vị? Quá dễ thương luôn phải không quý vị? Dạ, quý vị thấy em dễ thương vậy thôi, chứ thương em không có dễ đâu. Dê em đi sẽ có thưởng. Mà mấy anh muốn lên giường hốt luôn cũng có thể. Tao tát mày một bàn tay liền luôn á. Trời ơi, chị nó mà nó làm như vậy, tội nó kêu trai ra phóng lên trên giường. Thôi chị không có thích, chị muốn ở vậy với em, chị không có thích lấy trai. Trời đất ơi, em lớn rồi em muốn cái sự riêng tư chứ. Lớn cái gì? Em có chút xíu xíu mà lớn cái gì? Cái gì? Còn nhỏ xíu à. Cái gì nhỏ xíu? Em nhỏ xíu, chị biết em nhỏ. Trời. Thấy chưa, tôi biết nhỏ sao mà chứ có nhiều người biết nhỏ người ta vỗ tay đó. Sao chị biết em nhỏ? Chị tắm cho mày từ nhỏ đến lớn, chị không biết mày nhỏ chứ ai biết trời. Ừ, nói kỳ quá. Tại chị tắm nó mới nhỏ. Chứ thử ai tắm lớn liền à. Cái gì vậy trời? Thôi mà... Chị, ba mẹ chết sớm chị phải lo cho mày, chị tắm cho mày chứ. Nhưng mà lâu quá chị đâu có tắm cho em đâu, sao chị biết em nhỏ? Tao rình mày tắm. À, trời đất ơi, sao tự nhiên rình tôi tắm? Tao sợ mày tắm không sạch. Khủng quá, em lớn rồi em muốn tắm sao em tắm à? Mày mà... ra đây, tại vì rình kêu tao ra đây là tao đang coi đồ điện tử trong telethon này. Tao coi vườn niệm đồ này nọ, tự nhiên kêu phóng tao ra đây làm gì? Thôi em thấy là bây giờ chị... lớn rồi đó, chị ba mấy rồi, lấy chồng đi. Em nhìn trong ba mấy không quý vị? Năm mấy? Làm gì giống? Trời ơi, tao forever 21. Đâu ra mà ba mấy mày? Em nói chị nghe, tự tin là đức tính tốt á, nhưng mà tự tin quá là tự xử đó. Có đâu, thôi, nghe nè, rồi giờ kia chị ra lấy làm gì? Không, em nói thiệt, bây giờ chị phải lấy chồng đi, tại khu Busan này người ta đồn dữ lắm rồi. Ủa Busan này có người đồn tôi hả trời? Người ta đồn chị á. Đồn là... cái gì? Người phụ nữ nô rum ế. Ủa có hiểu không mà cười, tôi không có hiểu ấy. Tại vì sao đồ tôi là người phụ nữ nô rum ế là sao? Nô là không. Ừ. Rum là buồn. Mà ế là trứng. Người ta nói chị là người phụ nữ không buồn trứng đó. Ai vậy? Ai đồn vậy? Đừng có nói tôi là anh Nam Lộc, anh đồn tôi chứ. Bây trời giờ... ơi tôi tắm mưa với anh có một lần, anh thấy có một lần thôi mà anh đồn tôi nô rum ế à. Đồn dữ lắm rồi. Nè, em đính chính với anh Nam Lộc luôn nha, và bà con ở đây, và có thể một buồn tôi không có, nhưng hai trứng tôi có. Bây giờ á, là ở đồ như vậy. Hai trứng là đủ chiên gốc la ăn rồi. Trời ơi. Ờ, nếu mà đói bụng quá, mình lấy cho lạc xưởng lên mình chiên nữa là ăn đủ gặp cái hộp rồi. Thôi, kỳ quá à, em nói chị không có được vậy, chị sơ hở lắm nha, tự nhiên đi tắm với anh chị. Mà bây giờ mình phải dập tắt tin đồn thôi. Dập tắt tin đồn bằng cách nào? Là chị phải đi lấy chồng. Mà khu này là không lấy được rồi. Tại ai ai cũng đồn tầm bậy tầm bạ. Vậy là chị là coi như là tan bành té bẹ rồi. Nói chung là cái khu buôn xa này là chị không có làm ăn gì được nữa hả? Đúng vậy. Bây giờ mình phải đi qua nước ngoài thôi. Mình đi đâu em? Đi qua Korean Town. Hả? Là đâu lận? Garden Road kế bên nè. Lấy chồng Hàn Quốc đi chị. Ôi, trời em sợ lấy chồng Hàn Quốc lắm. Dạ. Lấy chồng Hàn Quốc rồi nó quất, rồi nó hàng rồi quất. Chừng 3 tháng không còn chỗ để hàng nữa là nó không thèm quất. Là mình chỉ có nước đem đi vứt. Bây giờ mà lỡ nó vứt đi em đem đi về, em hàng gió đá lại là còn brand new luôn. Mày là em tao hay là mày cái gì, mày cái chọn cái quay à? Ha? Không, chị không lấy chồng Hàn Quốc đâu. Thế bây giờ em nói chị, em có quen một anh là boss của em ở trong công ty nha. À. Ảnh là coi như là đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc luôn. À. Mà còn là nhà ở Huntington Beach Bay Off luôn. Trời ơi ghê vậy, đã vậy. Đó, coi như là nói cái tên là chị khoái liền. Nói thật cái tên nghe coi. Ảnh tên là Chơi Không Dòng.
Trời, em nghe Hàn Quốc là kêu chơi song dong chứ làm gì có chơi không, chơi không dong hả? Ờ, chơi không dong tại ảnh sao máy rồi. Ảnh ngồi xe lăn, ảnh không có dong đi đâu được hết á. Mày là chứ trời ơi, 60 mấy tuổi mà còn ngồi xe lăn, nó kêu là gì, chơi gì? Chơi không dong. Ê, 60 mấy tuổi ngồi xe lăn là chơi không xong á. Chứ không có chuyện chơi xong. Ờ, hai em thấy kèo này chắc cũng không thơm. Không có thơm, bỏ đi. Ờ, bỏ liền. Chị Hai đợi em xíu. Làm gì? Em gọi cho. Trời ơi, cái nặng dễ sợ luôn vậy á. Hello. Hello Mr. Dông. New user hả? Không xin meter. Ê, mày nói gì vậy? Mày nói tiếng gì vậy? Em nói tiếng Hàn Quốc. Trời, mày nói được tiếng Hàn Quốc luôn hả? Em biết con nhiều đó đó. Rồi sao? Bây giờ em phải nói tiếng Việt cho anh, tại anh cũng biết tiếng Việt. Mày thật dễ sợ. Hello, anh Dông hả? Bây giờ là chị em không chịu rồi nghe. Bà nói bà còn là cỏ non tươi xanh bà không chịu. Trâu già gặm. Hả? Anh có người bạn mới 35 tuổi thôi hả? 35 tuổi được không hai? Được, 35 mày đỡ. 35. Anh tên gì? Anh tên gì? Dạ. Kim không to à? Kim không to à hai? Mày khùng hả? Cái kim bự già bá như vậy không biết lấy về làm ăn được cái gì không? Kim không to vậy sao chỉ mày được không mày? Hả? Hả? Anh Kim không to, anh thấy hình của chị em trên Facebook, anh xỉu rồi hả? Đó. Ô, ông xỉu rồi. Rồi sao? Dạ, em đang nói chuyện với ai à? Anh Kim công queo à? Kim không queo luôn chị. Mày làm dễ sợ. Mày... Quý vị nghĩ thôi trời, cái kim nó công như vậy rồi làm sao mà sai? Bây giờ thì mình vuốt từ từ nó thẳng ra. Không lẽ đêm đậu phòng tôi phải giác thêm cái búa nó vô nè. Thẳng băng ra tôi mới xài trời. Thì có thể tiếp cho, không được hả? Nói. À, sao? Anh, trời, anh Kim công queo, anh coi hình của chị. Trong cái Facebook là anh cũng xỉu luôn. Rồi bây giờ em đang nói chuyện với ai? Dạ, dạ. Anh Kim Jong-un à? Hả? Anh Kim Jong-un. Anh nói anh gửi tặng chị trái bom nguyên tử kìa. Mày có bom đi thằng quỷ. Thôi giờ em cúp máy. Không được hả? Thôi. Trời ơi, sao cái vụ Hàn Quốc này em thấy không ổn rồi. Tao thấy cái vụ Hàn Quốc không có được đó. Thôi bây giờ mình lấy chồng tay đi. Thôi, chồng tay gợt gợt như voi. Đêm lăn đè trúng chắc là lòi xương thôi. Chị em lấy chồng tay. Không, không. Chồng tay không được, làm tham xuống thấp, xuống dưới chút xíu. Lấy chồng châu Phi đi. Chồng châu Phi nó đen thò lôi. Tối về cúp điện giờ hoài không ra. À ha. Chồng Mỹ được không? Chồng Mỹ dâm đảng lắm nha. Nếu không khéo giữ chắc là tan men. Không có được, chị em lấy chồng Mỹ đâu. Rồi, chồng Mỹ không được. Thôi, lấy chồng Tàu. Chồng Tàu. Chồng Tàu ăn mãi nước tương. Đứng gần nồng nặc mùi hương xì dầu. Chị cũng không lấy chồng Tàu. Bây giờ Phi Mỹ được không được, Tàu cũng được. Giờ chị muốn lấy chồng nào? Lấy chồng nào quý vị? Sùa không? Em nghe lời anh đó, em bị cái dạy trai. Hò... Chứ ta về ta tắm áo ta. Dù trong dù đục áo nhà dần. Ồ, hay quá quý vị, cho chồng tay quý vị. Người ta nói sao, chồng Việt Nam đảm bảo trăm phần. Đúng. Thà chung thủy khỏi cần phải lo. Đúng rồi đó. Chồng Việt Nam á là chiều vợ, đi làm có nhiêu tiền đưa cho vợ hết. Chính xác. Nhưng mà biện cái lâu lâu đi nhậu xỉn về hay đánh thôi. Hả? Thôi cái vụ đi nhậu xỉn về hay đánh thôi à. Ê, mà nó thường đánh nhiều không vậy? Đánh cỡ 3-4 cái được không? Không kệ, đánh 3-4 cái coi như là đánh yêu vậy đi. Tha thứ được. Nói chung là người Việt Nam, quốc hàng Việt Nam cho nó chắc ăn. Rồi lỡ mà đánh 7-8 cái thì sao? Tao đánh lại nó, mày nhìn cái mỏ tao đi. Cái mỏ tao tao cạp nó tới cùi luôn trời. Rồi, mày thấy đánh được tao 7-8 cái. Thôi chị em nó chơi vậy thôi, chứ chị em bả thương là bả thương hết lòng à. Bả về là bả nuôi mập mình luôn á. Cho em hỏi chứ đây có anh nào muốn lấy chị em không? Ê, nó nghe nè, tôi hỏi thằng em tôi, nó hỏi là có anh nào không, mấy bà trả lời làm gì? Ờ, sao mấy chị trả lời? Tôi không muốn... có chơi ôm môi. Có anh nào muốn làm anh rể của em không? Tao dơ tao, tôi rể, tôi rể, tôi địa. Tôi tia có anh nào lấy em? Sao em không thấy anh nào dơ tay hết? Trời ơi, bây giờ tao anh nào đâu. Có anh nào không? Cho chị anh có sao mấy tuổi liền. Bây giờ em nói chị Hai rồi. Anh nào? Anh Nghĩa sửa anh đến đờn đó. Bỏ nhà sửa nha, trời ơi. Tha cho em đi sửa ơi. Trời ơi, lấy về rồi. Bắt công em không phải giống như thằng em. Em tắm rồi em thấy nó có chút xíu nhỏ xíu, nhỏ xíu em thương. Đó, thấy chưa, bây giờ là ai cũng chịu hết trơn. Mà thấy mấy anh cũng không chịu luôn. Nói nghe nè, bây giờ anh, bây giờ gì, ai bây giờ anh, đồ
Anh nghe nè chị thấy như vậy nè. Thôi bây giờ đó, bây giờ với cái hình hài này đó là coi như chị là người phụ nữ truyền thống đúng không? Đúng áo rồi. Dài thước tha có thể là nhiều khi là coi như chưa có thu hút lắm. Đúng rồi, bây giờ mình có cái gì mình phải trưng bày ra. Trưng bày ra đúng không? Phải trưng bày ra em thôi. Em nên trưng bày mặc cái cây ra không quý vị? Bây giờ em đếm 2, 3 là 2 hô biến liền nha. Rồi 2, 3 đi cưng. 2, 3 hô biến. Trời ơi, quá dữ vậy trời. Phải trứng trái cây ra rồi mấy chị ơi, mấy anh ơi. Em hỏi lần nữa có anh nào muốn làm anh rể của em không? Hay chưa? Trời ơi, vừa chân. Trời ơi. Vừa chân hai cái cặp mắt cục lên thôi là cái tiếng nó rần lên hết trơn rồi hai ơi. Nhưng mà bây giờ chơi tới không? Còn cởi được nữa không? Hả? Còn cởi được nữa không? Bây giờ là chơi tới bến luôn đi. Hôm nay em quyết định. Hôm nay em quyết định chu lai so tối nay phải bắn bon. Mày là cỡ nào cũng chơi, bây giờ có ai chịu chưa? Chưa chịu em cởi nữa. Rồi, chơi luôn hai. Trời ơi. Giới thiệu với quý vị, cô Nguyễn Cao còn nguyên. Năm nay vừa tròn 42 tuổi. Cái gì vậy mày? Ủa lộn, 24 tuổi. 24 tuổi, tôi đọc bây giờ. 24 tuổi thôi, dòng 1, 90. Dòng 2, 90. Dòng 3, 90. Tao cho mày lay off liền lập tức nha mày. Mày 90, mày làm lại những cái hình vuông nha. À lộn. Dòng 1 90, dòng 2 60, dòng 3 90. Quá đỉnh luôn. Dạ, bây giờ em hỏi lại lần nữa. Tối nay có ai muốn bắn pháo bông với em không? Em thấy có một hàng gắt like hơn sao rồi. Thôi bây giờ mình vô mình tìm hiểu từng anh một nha. Rồi mình vô cho mình tìm hiểu đi chứ dạ. Nãy giờ chị đứng trên đôi đậu chị cũng mỏi chân lắm đó em. Bây giờ tụi em ra sao quý vị gắt sao gắt like nha. Ôi, thank you quý vị rất là nhiều. Thank you quý vị rất là nhiều. Một màn xấu hài nhỏ. Đây là người em dễ thương chị Ngô. Hôm nay dạ, cùng với Hoài Tâm gửi đến một tiết mục để cho quý vị có một ngày lễ July 4 thật là vui và ấm áp. Thank you everybody. Và nhớ ủng hộ cho Telethon nha quý vị. Happy July 4. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Thank you. Vâng, cảm ơn Thiện Ngô và cảm ơn Hoài Tâm. Ở trong này có mấy anh đang chờ em đó.